rằng bạn rất đầy đủ hơn và không bị trường hợp trò học. Hãy liên hệ số ngoại 07252527999 để nhập quận để được tư vấn thêm. Hãy lưu ý những bạn muốn nhờ các tính chuyên trường và các bạn thấy dùng bạn văn văn vì là những bạn này được trải nghiệm thực tế nên được bạn bé để tránh việc nhàn tiến tới hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bậy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký theo trang bài của em. Để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để đăng phát hơn nhiều hơn. Mà cần bản gốc của tài tiếng này mà không bị trèo ngược vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 0708252999 gặp Thuận để Thuận bán cho anh em phần gốc không có bị trèo ngược. Lý do sự trèo ngược vô là do bài này là bài mới, bây giờ làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Anh em cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị trường nhiệt vào. Hãy liên hệ số họ 07282527999 để nhập quận để được tư vấn thêm. Hãy lưu ý những bạn muốn nhờ các tuyến viên trường và các bạn thấy dùng nhỏ văn văn vì là những bạn này được trải nghiệm thực tế luôn được bạn bố để tránh việc nhàn tiến tới hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bậy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký theo trang bài của em. Để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 0708252799 gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do sự chèn nhạc do là do bài này là bài mới nhất, bây giờ làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị trèo ngược vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 0708252799 gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị trèo ngược. Lý do thị trường ngược do là do bài này là bài mới nhất, bây giờ làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng.